Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Hôm nay là Nhật Thanh đi hái hoa magnolia về trưng Tết. Thường thường thì mình trưng bông đào nè, bông mai. Nhưng mà Nhật Thanh lại hái bông magnolia này về trưng. Thì cái bông này cô chú biết không, nó rất là thơm nha, nó thơm lắm. Cái này mình mà làm dầu thơm nó rất là thơm. Nhật Thanh á, hái cái cây này về mà bây giờ nó bự quá thì Nhật Thanh sẽ cắt ngắn lại và mình treo mấy cái bao lì xì lên đó cô chú. Mà cái bông này cô chú biết không, nó thơm mà nó bự lắm. Cô chú thấy này, nó bự ghê không? Nó bự lắm, rất là bự. Nên Nhật Thanh một chút nữa sẽ cắt ngắn xuống. Và ở đây Nhật Thanh còn thêm một nhánh nữa nè cô chú. Cái nhánh này thì Nhật Thanh sẽ cắt ở dưới khúc đây nè. Để Nhật Thanh trồng, mình lấy giống á. Tại vì cái loại này Nhật Thanh thấy ở ngoài ít có bán lắm. Ây da, hy vọng là Nhật Thanh không làm nó bị gãy, bị hư cái bông. Rất là ổn. Cô chú nhìn nè, nó bự ghê á, mà nó rất là thơm nha, nó thơm dễ sợ luôn á. Mà cái bông magnolia này nè, nó có rất là nhiều loại nha, chứ không phải một loại đâu cô chú. Nó có một cái loại bông màu vàng cũng đẹp lắm. Rồi bông màu trắng. Màu trắng thì cô chú mình nghĩ chắc cô chú biết rồi. Tại vì cái đó mùa hè mình hay thấy á, cái bông đó nó bự và cái cây nó cũng bự lắm. Nhật Thanh không có thích tại vì nó quá bự. Thì cây màu hồng này á, là Nhật Thanh thấy nó vừa vừa. Nhưng mà màu hồng này á, cũng tùy loại nha cô chú. Có loại thì nó cái bông á, cái cánh nó rất là mỏng, nhưng mà cái cánh bông này thì nó dày hơn và nó có cái mùi thơm hơn. Hình như cái bông magnolia nhà Nhật Thanh trồng thì nó không có được thơm như vậy đâu. Cái này là Nhật Thanh đi hái nhà của người ta nè. Cái cây này nó bự cao hơn cả nóc nhà nên người ta mới cho mình cả nhánh như vậy, chứ không thì mình ngắt là hết cái cây của người ta rồi. Bông này mà trưng trong nhà đẹp lắm á cô chú, nó nở bự mà rất là thơm, thơm ơi là thơm luôn. Bởi vì Nhật Thanh nó dài quá, Nhật Thanh mới để nó dựa vô trong cái góc này. Nếu không á là Nhật Thanh nãy giờ bỏ vô trong chậu á. Đẹp ghê á cô chú. Nhật Thanh nó đứng kế gần mà thơm, thơm phức. Con trai của Nhật Thanh nói mẹ ơi sao mà thơm quá trời vậy. Và anh chàng kêu Nhật Thanh làm dầu thơm. Tại vì Nhật Thanh hồi xưa cũng hay cái tật chế dầu thơm cô chú, nhưng mà Nhật Thanh không có xài. Chế ra để Nhật Thanh làm dầu thơm cho nhà thôi chứ Nhật Thanh không có xài. Nhật Thanh đang đứng quay phim mà kế cái bông thơm quá. Mà Nhật Thanh không biết cái cây này nó có hạt giống không nữa. Và Nhật Thanh cũng không hiểu nữa cô chú. Cái cây của người ta ra, mùa xuân người ta ra có một lần à. Còn cái cây của nhà Nhật Thanh á, nó nở quanh năm suốt tháng luôn. Nó thích thì nó nở, Nhật Thanh cũng không biết khi nào mà nó thích nữa. Bởi vậy Nhật Thanh á, cứ nói cây magnolia nhà mình là nở bông quanh năm suốt tháng. Và không bao giờ mà Nhật Thanh á, thấy nó ngưng hết trơn. Nó nở xong cô chú, nó nở xong cái mùa xuân này, cái nó vừa hết bông, cái tới nhiều khi tháng 4, tháng 5 Nhật Thanh lại thấy nó có bông nữa. Rồi tháng 9, tháng 10 Nhật Thanh cũng thấy nó có bông nữa. Bông này rất bự cô chú, rất là thơm. Và mình chưng Tết ở trong nhà rất là đẹp. Và Nhật Thanh để chưng thử coi nó bao nhiêu lâu nó tàn cái bông này. Thơm lắm cô chú. Và cô chú có thể thấy nè, ở dưới đây nè, búp nó còn quá trời luôn. Là nó nở tới ngày Tết luôn đó. Búp nhẹ dễ sợ luôn á cô chú. Nhiều á là nhiều luôn á.
cây magnolia này á, thì Nhật Thanh nghĩ rằng nó chịu lạnh lắm. Cái cây này ở bên những cái vùng lạnh á, người ta trồng rất là nhiều. Mà mỗi lần á, cô chú biết không, mỗi lần một cơn gió mà thổi qua, những cái cánh bông này nó rớt xuống á, mình thấy nó thấy thương luôn á, nó bay lả tả và rất là đẹp. Đẹp ghê. Một cái nụ nó không á mà Nhật Thanh đã thấy nó bự như vậy rồi, huống chi là nguyên một cái bông như vậy. Rất là thơm. Cái bông màu vàng á, Nhật Thanh thấy ít ai có lắm. Nhật Thanh thấy người ta có bán nhưng mà Nhật Thanh thấy ít ai trồng lắm. Chỉ thấy người ta trồng cái bông màu hồng này với lại cái bông màu trắng thôi, nhưng mà cây màu trắng nó rất là bự, bự lắm, nên Nhật Thanh không thích. Nó bự như cây cổ thụ và nó rất là cao, nhiều khi nó sùm quá Nhật Thanh cũng không có thích. Nhưng mà cái cây màu hồng này nè là Nhật Thanh thấy nó vừa phải thôi. Và cái cây của Nhật Thanh á, thì nó cao khoảng chừng có 10 feet hay 12 feet thôi. Cây của Nhật Thanh còn thấp hơn cây này nữa. Thế thôi, để Nhật Thanh đi cắt cái cây này xuống. Và cuối cùng á, Nhật Thanh quyết định rằng không cắt cái cây, tại vì Nhật Thanh không biết cắt làm sao. Tại vì á, mình để cô chú dưới cái chân á, nó bự quá, nó không có dẫn. Nên á, Nhật Thanh phải cho nó dựa vô cái màn một chút xíu, cái nhánh nè. Bởi vậy Nhật Thanh quyết định rồi, để như vậy luôn cho nó đẹp. Cô chú nhìn nè, Nhật Thanh để vậy cho nó đẹp. Xong rồi mình gắn cái bao lì xì vô. Ở đây á, Nhật Thanh có mấy cái bao lì xì chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Thì chỉ cần bỏ tiền vô thôi và máng lên cái cây magnolia này. Thì năm nay cô chú biết á, vừa Tết mà vừa birthday của con Nhật Thanh luôn. Bởi vậy sẵn một công hai chuyện, Nhật Thanh á, sẽ tặng anh ta tiền Tết với lại tiền lì xì luôn. Khỏi tặng phải chia ra hai lần nữa. Không ngờ có bà mẹ tính dễ sợ luôn á. Mà Nhật Thanh không ngờ Nhật Thanh tính dữ như vậy á. Gần sắp tới Tết rồi, Nhật Thanh xin kể câu chuyện vui vui cho cô chú anh chị nghe. Thì câu chuyện này cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Thì Nhật Thanh có người bạn, nó người bạn cũng không đúng, tại vì cụ lớn tuổi rồi các bạn. Tính ra tới năm nay thì cụ cũng 90 tuổi rồi. Chín mấy chứ không phải 90 nữa, cụ lớn tuổi rồi. Thì cụ chơi rất thân với vợ chồng Nhật Thanh, cụ là người Mỹ á các bạn. Thì mỗi lần á, cụ hay luộc mấy con crawfish, rồi kêu vợ chồng Nhật Thanh, rồi kêu bạn bè tới ăn chung cho nó vui. Thì các bạn biết không, có một lần Nhật Thanh nhớ, khi mà ngồi ăn xong á, thì Nhật Thanh mới nhớ rằng á, chị của Nhật Thanh hay nói rằng thấy cái vỏ của mấy con tôm này nè, mình chôn dưới gốc cây á, thì nửa cái cây mình nó rất là tốt và nó sai trái lắm. Bởi vậy á, Nhật Thanh mới chỉ ông cụ. Nhật Thanh nói chứ ha, đem hết mấy cái vỏ của mình ăn nè, đem chôn hết dưới gốc cây đi. Thì ông cụ nghe lời Nhật Thanh, ông cụ chôn hết dưới gốc cây luôn. Rồi một tuần sau các bạn, ông tới thăm vợ chồng Nhật Thanh á, mặt rất là buồn mà Nhật Thanh cũng không biết tại sao. Thì ông cụ mới tâm sự với chồng Nhật Thanh rằng cái cam của ông cụ bị chết rồi. Thì Nhật Thanh thấy lạ, tại sao bị chết không? Cái Nhật Thanh bực mình quá, Nhật Thanh mới đi gọi cho bà chị của Nhật Thanh. Nhật Thanh hỏi rằng, ủa tại sao cái cây cam của ông cụ nó bị chết như vậy? Thì chị của Nhật Thanh mới hỏi rằng, mày chỉ người ta làm sao? Thì Nhật Thanh nói, thì chị nói em đem hết mấy cái vỏ tôm này chôn dưới gốc cây thì em chỉ cho ông cụ như vậy đó. Chị mình mới nói chứ, trời ơi là trời, mày có biết không,
khi mà mày làm như vậy á, tại vì cái con ha crawfish đó các bạn, nó người ta bên đây người ta luộc rất là mặn. Bởi vậy á, khi mà mình chôn dưới gốc cây liền á thì nó mặn quá thì nó sẽ làm chết cái cây. Chị của Nhật Thanh nói người thường thường á, người ta phải ủ trong một cái thùng, rồi mình lấp đất lên, chừng khoảng 3-4 tháng sau thì người ta mới đem xuống ta bón dưới gốc cây, mà bón dừa thôi chứ đâu có bón nổi mà hết 40 bao như vậy các bạn. Chị Nhật Thanh mới nói mày khùng á, mày khùng, mày tài lanh quá, mày đi chỉ người ta đi chết cây cây cam. Nhật Thanh nhớ lại cái kỳ đó hối hận dễ sợ luôn á các bạn, hối hận lắm. Tại vì á mình ha hại ông cụ bị chết cây cam á các bạn. Chị Nhật Thanh nói trời ơi, không biết trồng cây, không biết làm gì hết mà đi tài lanh. Mà thực sự ra đúng, chị Nhật Thanh nói đúng, thời gian đó Nhật Thanh không có biết trồng cây, không biết cái gì đâu các bạn. Sau này thì Nhật Thanh mới trồng cây, rồi Nhật Thanh tìm tòi thôi chứ không á, Nhật Thanh cũng không có biết về cây cối nhiều đâu. Và Nhật Thanh ảnh hưởng từ ba má của Nhật Thanh rất là nhiều. Và mỗi lần á các bạn, Nhật Thanh ăn cái con crawfish này nè, là Nhật Thanh nhớ tới ông cụ á, mà Nhật Thanh tức cười ghê á, hối hận ghê, không ngờ mình đi hại người ta chết cái cây cam các bạn. Bởi vì cái đó là bà đặt tài khôn tài lanh á. Sau khi Nhật Thanh á treo mấy cái bao lì xì này lên, phải nói là rất là đẹp luôn á cô chú, đẹp lắm. Để Nhật Thanh á chiếu sơ nguyên hết những cái cây luôn cho cô chú xem. Ở bên Mỹ này nè cô chú, mình ăn Tết như vậy là vui lắm rồi đó. Có một cây bông nè, mấy cái bao lì xì á là mình thấy rất là vui mắt rồi, mình không có mong đợi gì hết. Và Nhật Thanh á xin chúc cô chú á, những ngày này á mình chuẩn bị Tết rất là vui vẻ và một năm mới á tràn đầy hạnh phúc và bình an nha cô chú. Nhật Thanh á xin hẹn cô chú, anh chị và các bạn kỳ sau nha. Chào cả nhà, bye bye.